Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Philip Nguyễn bị trả lại hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, thủ thành Việt kiều Philip Nguyễn vẫn chưa phải là công dân Việt Nam. Lâu nay, câu chuyện về quốc tịch của thủ thành gốc Việt Philip Nguyễn luôn là đề tài cực nóng với người hâm mộ Việt Nam. Bởi lẽ nguyện vọng của thủ môn đang chơi bóng tại châu Âu là có một ngày trở về quê hương để cống hiến cho tuyển quốc gia. Tuy vậy, những thủ tục phức tạp về mặt pháp lý đã khiến việc nhập quốc tịch Việt Nam của Philip Nguyễn gặp những khó khăn nhất định. Thậm chí đã có thời điểm, thủ thành đang chơi cho câu lạc bộ Slovakia thừa nhận về những trở ngại rất lớn trong việc tìm đường về quê hương chơi bóng. Trao đổi với báo Dân Chí, lãnh đạo Cục Hộ tịch Quốc tịch chứng thực khẳng định, đối chiếu với luật quốc tịch, Philip Nguyễn chưa bao giờ cư trú ở Việt Nam, nên đây là khó khăn lớn nhất trong việc xem xét chấp thuận cho cầu thủ này nhập tịch. Ngoài ra, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có thẻ thường trú tại Việt Nam do cơ quan công an cấp. Chính bởi quy định này, thủ thành Philip Nguyễn đã không đáp ứng đủ điều kiện nên đã bị trả lại hồ sơ từ năm 2017. Ở một chiều hướng khác, Mới đây nhất, trang thống kê cầu thủ quốc tế Transfermarkt chính thức bổ sung quốc tịch Việt Nam cho Philip Nguyễn vào tối 19 tháng 7. Chính bởi thông tin cập nhật từ Transfermarkt nên người hâm mộ Việt Nam tỏ ra rất vui mừng khi Philip Nguyễn đã gần với tuyển quốc gia hơn bao giờ hết. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, Philip Nguyễn sẽ cần thêm thời gian để quay về Việt Nam hoàn thiện hồ sơ nhập quốc tịch của mình. Tin tiếp theo, Bộ Tư pháp lên tiếng về tình trạng quốc tịch của Philip Nguyễn, trang quốc tế cầm đèn chạy trước ô tô. Kính thưa quý vị, sau hàng loạt những tin tức về việc trang bóng đá nổi tiếng Transfermarkt cập nhật Philip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp đã lên tiếng về trường hợp này. Cụ thể, chuyên trang thống kê và định giá cầu thủ nổi tiếng thế giới Transfermarkt chính thức điền tên quốc tịch Việt Nam vào hồ sơ của cầu thủ này trên trang web của mình. Theo đó, Jaffermark chỉ điền quốc tịch Séc cho Philip Nguyễn trước khi điền thêm Việt Nam vào tối 19 tháng 7. Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, rất nhiều ý kiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tỏ rõ sự vui mừng. Thế nhưng mới đây, cả bộ tư pháp bất ngờ trả lời rằng Philip Nguyễn hiện chưa có quốc tịch Việt Nam. Theo luật quốc tịch, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ cho sở tư pháp nơi cư trú. Trong khi đó, Philip Nguyễn chưa bao giờ cư trú ở Việt Nam. Đây chính là khó khăn lớn nhất trong việc xem xét chấp thuận nhập tịch cho thủ môn này. Luật hiện hành không có quy định cho phép Bộ Tư pháp hay Bộ Ngoại giao cơ quan đại diện nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch. Ngoài ra, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có thẻ thường trú tại Việt Nam do cơ quan công an cấp. Theo quy định đó, cầu thủ Philip Nguyễn không đáp ứng được điều kiện này nên từ năm 2017 đã bị Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã liên hệ hỏi về thủ tục và đã được cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp hướng dẫn rồi. Nhưng suốt một năm qua cho đến nay chúng tôi không thấy thông tin gì nữa. Đại diện Bộ Tư pháp nói với dân trí. Với tình hình hiện tại, khả năng Philip Nguyễn có thể cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 là không cao. Tin tiếp theo, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh lo lắng, chúng tôi sẽ thiệt hại rất lớn nếu V-League 2021 không thể tiếp tục. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu V-League 2021 không thể tiếp tục diễn ra, câu lạc bộ của ông chịu thiệt hại vô cùng lớn. V-League 2021 chưa thể chính thức xác định lịch trở lại, nhiều nguy cơ về viễn cảnh giải đấu không thể tiếp tục tiếp diễn đang hiển hiện. hiện. Trao đổi trên báo giới, Chủ tịch Hữu Thắng của Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về kế hoạch đội bóng giai đoạn V-League 2021 chưa thể diễn ra vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi đã trở về quê nhà ở Nghệ An được hơn một tháng, hiện nay chỉ có những ngoại binh, ba huấn luyện và một số cầu thủ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh mới ở lại. Các thành viên đội bóng được dặn dò rất kỹ về quy định phòng chống dịch để làm sao đảm bảo an toàn ở mức cao nhất có thể. Mùa giải 2021 nếu bị hủy là điều vô cùng đáng tiếc nên chúng tôi không muốn có điều đó xảy ra. Ảnh hưởng từ sự việc hủy giải đem đến tác động lớn, ảnh hưởng tài chính kế hoạch của đội bóng. Đội bóng chúng tôi có 3 cầu thủ ngoại, 2 huấn luyện viên ngoại, một cầu thủ Việt Kiều, Lý Nguyễn nên số tiền đãi ngộ dành cho họ rất lớn. Và nếu giải bị hủy thì rất khó để thương thảo chia sẻ thiệt hại Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã chi trả tiền lót tay đợt 2 trong mùa giải cho các cầu thủ nên nếu hủy giải thì rất căng vì tiền chi rồi mà không thi đấu thì rất lãng phí. Hơn nữa, chúng tôi lên kế hoạch gia hạn thành công với nhiều cầu thủ cũ, điều khoản hợp đồng được áp dụng và nếu giải hủy thì rất gay go. Quỹ lương lớn dành cho cả ngoại lẫn nội nên mong muốn tiếp tục thi đấu chứ không hủy giải được. Đó là chưa kể nhà tài trợ đồng hành cùng đội bóng, chúng tôi rất khó xử. Năm sau vận động kiểu gì để họ tiếp tục chi tiền tài trợ nếu như năm nay hủy giải? Ông Hữu Thắng kết luận. Tin tiếp theo, Việt Nam không thể đăng cai AF Cup 2020. Kính thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đang rất khó khăn lựa chọn quốc gia trong khu vực đứng ra đăng cai AF Cup 2020. Do dịch bệnh COVID-19, giải bóng đá lớn nhất khu vực phải rời từ năm 2020 sang 2021, nhưng đang đứng trước nguy cơ không tìm được địa điểm tổ chức thi đấu tập trung. Xin được lưu ý là từ AF Cup 2018, AFF đã thay đổi thể thức thi đấu. Các đội chia thành hai bảng đấu sân nhà sân khách, chọn hai đội đứng đầu vào mỗi bảng, vào bán kết và cũng thi đấu sân nhà sân khách. AFF từng dự kiến giữ nguyên thể thức này tại AF Cup 2020, nhưng mới đây ông Khiev Samet, chủ tịch AFF tuyên bố. Mặc dù quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức lịch trình hoàn chỉnh bao gồm các trận đấu lượt đi lượt về tại tất cả các bảng đấu, nhưng chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Như sử dụng các địa điểm thi đấu tập trung, sức khỏe và sự an toàn của các bên liên quan là ưu tiên hàng đầu của AFF khi xem xét các kế hoạch tổ chức giải đấu. Người đứng đầu AFF cũng cho hay, lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến tiến hành vào ngày 10 tháng 8. Từ nay đến đó AF cấp sẽ nỗ lực đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề liên quan địa điểm đăng cai giải. AFF còn hy vọng vào cuối tháng 7 có thể công bố quốc gia đăng cai AF Cup 2020. AFF cũng đã gửi phiếu khảo sát đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và các liên đoàn bóng đá thành viên khác. Trong đó, AFF đưa ra đề nghị các liên đoàn thông báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia của mình và đề xuất hai phương án. Một là chọn quốc gia đăng cai hai bảng A và B, hay là chọn hai quốc gia đăng cai hai bảng. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều khá khó khăn bởi mức độ gia tăng cao các ca COVID-19 ở Đông Nam Á thời gian qua. Qua các kênh trao đổi, VFF cũng đã được ướm thử là liệu Việt Nam có thể tổ chức hai bảng được không. Tuy nhiên, VFF không thể có câu trả lời ngay lập tức, mà nếu có khả năng nói không là rất cao. Cách đây ít tháng, VFF đã phải hồi đáp liên đoàn bóng đá châu Á về việc Việt Nam xin không tiếp tục đăng cai vòng loại giải U23 châu Á 2022. Theo kế hoạch ban đầu, VFF dự định chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức vòng loại U23 châu Á, nhưng vì dịch bệnh gia tăng, VFF phải hủy phương án nói trên. Hiện vòng loại này do Đài Loan đăng cai từ 23 đến 31 tháng 10. Việt Nam cũng đã phải hủy phương án đăng cai SEA Games 31 vào cuối năm nay, còn chờ chính phủ quyết định cuối cùng về việc có rời SEA Games 31 sang năm 2022 hay không. Vì những lý do này, Việt Nam gần như chắc chắn không thể đăng cai AF Cup 2020 kể cả một bảng không loại trừ khả năng lần đầu tiên trong lịch sử AF Cup, giải đấu này phải tổ chức ở ngoài khu vực Đông Nam Á. Nếu không nước nào của khu vực có đủ điều kiện đăng cai, AFF phải tính đến phương án đi thuê sân ở một nước châu Á để tổ chức AFF Cup 2020. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!